Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là tổng thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới tại Việt Nam. Tôi đã có quá trình huấn luyện và đào tạo trực tiếp trên 2.000 giờ cho trên 30.000 học viên trên toàn quốc về việc ứng dụng các khoa học liên quan đến phong thủy vào cuộc sống để giúp anh chị cải thiện được sức khỏe, cải thiện được gia đạo và cải thiện được tài lộc trong gia đình. Thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có được cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị tiếp theo cái chủ đề về huyền quan trong phong thủy. Huyền quan đối với cả nhà chung cư mà nơi mà chẳng may mà nó có các nhà vệ sinh nó bị vào khu vực huyền quan thì cái việc này nó là cái gần như là hầu khắp đến 80% các nhà chung cư nó đều có cái khu vực vệ sinh chung. Nó nằm ở cái phần cửa ra vào, tức là chị mở cửa ra vào, mở cái cửa vào nhà chị ra thì có thể là bên trái hoặc có thể là bên phải, nó sẽ là ngay cái cửa nhà vệ sinh, nó sẽ là ngay cửa nhà vệ sinh. Người ta gọi cái phần đấy gọi là cửa nhà vệ sinh phạm vào huyền quan. Cho nên thành ra là với tất cả những cái cục như vậy thì đều gây ra cái hiện tượng là khí xấu cả. Bởi vì bản thân chúng ta biết là huyền quan là khoảng điểm trước nhà, nó giống như là cái cổ họng, rồi nó là cần phải nơi về sạch sẽ, khí nó phải tịnh. Mặc dù chỗ đấy để rất nhiều những thứ bẩn, chúng ta để giày dép, chúng ta để ô dù áo mưa ở đấy rồi đúng không ạ? Nay nó còn cộng thêm cả nhà vệ sinh vào nữa thì làm sao mà cái cát khí nó có thể vào trong nhà anh chị một cách gọi là lành được. Cho nên ra là đối với cả cái huyền quan mà trong trường hợp mà ở nó có bên trái hay bên phải của anh chị mà nó có là cái cửa nhà vệ sinh thì cái điều này nó sẽ làm cho là cái khí khi mà từ cái đại môn, từ cửa chính nó chạy vào nhà anh chị thì bị trộn lẫn giữa với cả cái khí của khu vực nhà vệ sinh. Mà khi bị trộn lẫn với cả khí của nhà vệ sinh như thế này thì nó sẽ làm cho là cái nhà vệ sinh của anh chị nó sẽ không còn cát khí nữa. Và chính cái sự mà không có cái cát khí này thì nó sẽ làm cho là cái tài lộc cũng như là cái tập bệnh hay là cái hòa hợp trong nhà của chúng ta nó sẽ kém đi. Cho nên là đối với trường hợp mà huyền quan đối với nhà chung cư thì chúng ta phải có biện pháp để chúng ta hóa giải. Thì chúng ta hóa giải cái này bằng cái phương pháp nào? Cái điều trước hết là chúng ta cần phải trước hết về mặt hình, tức là về mặt khí chẳng hạn, thì thông thường thì chúng ta cần phải lắp một cái tay co thủy lực vào cái cửa nhà vệ sinh. Khi lắp cái tay co cửa nhà vệ sinh để đảm bảo rằng là cửa nhà vệ sinh vào ra là nó đóng. Anh chị cứ bảo là cái nhà vệ sinh anh chị không có mùi, nhưng thực tế nếu như mà anh chị mà chỉ cần đặt cái đóng cái cửa nhà vệ sinh vào thôi, anh chị cứ vào bên trong đấy là anh chị nhức đầu ngay, là thấy mùi ngay lập tức. Thì bình thường chúng ta mở cái cửa nhà vệ sinh ra thì cái mùi đi đâu, đúng không ạ? Cái mùi nó phát sinh từ nhà vệ sinh thì đương nhiên lúc nào nó cũng có, đúng không ạ? Còn khi chúng ta mở cái cửa nhà vệ sinh ra thì cái mùi này đi đâu, thì chắc chắn là cái mùi này nó chạy vào phòng khách, cái mùi này chạy vào phòng ngủ, cái mùi này nó chạy vào bếp, thì anh chị thì không chạy đi đâu cả, đúng không ạ? Cho nên thành ra là chúng ta thường xuyên là đóng cái cửa nhà vệ sinh lại. Khi chúng ta đóng cái cửa nhà vệ sinh lại là chúng ta nhốt cái âm khí ở trong đó. Thì khi mà nhốt ở trong đó là chúng ta phải cần có cái biện pháp hóa giải, đúng không ạ? Ngoài là sau khi lắp tay co vào rồi thì trong cái nhà vệ sinh chúng ta sẽ để một cái pháp khí ta gọi là bảo bình thủy. Bảo bình thủy đó là một cái hũ và trong đó để các cái viên thạch anh trắng và đã tẩy uế. Thì những viên thạch anh trắng này thì bản thân thạch anh thì nó phát ra dương khí và nó tẩy trừ uế khí, cho nên ra là nó phát ra những cái xung điện, và những cái xung này thì làm giống như là cái chất để mà xúc tác để nó loại bỏ những cái uế khí hay những cái hư khí ở trong cái nhà vệ sinh. Cho nên người ta thông thường người ta sử dụng cái bảo bình thủy này, người ta sẽ đặt ở cái nơi mà dưới cái bệ dưới cái chỗ giặt nước ấy, mà ở dưới đất, và người ta đổ nước vào để người ta khi mà cái khí nhà vệ sinh nó dâng lên chẳng hạn thì nó gặp cái bình thạch anh đó thì sẽ hóa hết được cái phần uế khí trong đó. Đương nhiên cái nhà vệ sinh anh chị phải cố gắng là giữ khô, cái việc giữ đi khô ráo thì đó là cái động tác quan trọng nhất để mà làm cho và hóa giải được uế khí. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng thêm một số loại cây, ví dụ như là tiểu liên thanh hoặc là trầu bà, chúng ta đặt và treo ở trong nhà vệ sinh để cho nó sống thủy canh, thì những cái cây đấy thì cũng có tác dụng hóa giải của uế khí ở nhà vệ sinh rất là tốt. Ngoài ra thì ngoài cái cửa ở khu vực nhà vệ sinh thì chúng ta có thể sử dụng một hoặc ba đồng hoa mai dán lên trên phần khuôn, phần khuôn ta đứng từ dưới ngửa lên chúng ta nhìn thấy, và làm dán vào phần khuôn, tức là khi mà đi vào là ngửa lên là nhìn thấy, nó giống như là cái động tác để phong ấn cái cửa đấy lại.
và giống như chúng ta giống như che một cái lực sắt để chúng ta che cái phần cửa lại, thì khi chúng ta mở cửa ra thì những cái khí nào mà chạy ra hoặc là có cái tà ma hoặc là có cái gì đó mà nó nấu đạo hoặc là cư ngụ ở trong đấy thì đều được hóa giải và đuổi đi hoặc là tẩy trừ. Những cái thông thường những cái nhà vệ sinh ở ngoài đấy thì nhiều anh chị còn hay mắc phải những cái câu chuyện là chúng ta lắp cái gương để nó phản chiếu, nó đẩy trực tiếp cái khí từ trong nhà vệ sinh đẩy ra bên ngoài chẳng hạn. Thì gương tính chất phản chiếu và tính chất đẩy mà, cho nên thành ra là chúng ta khi tính chất phản chiếu và tính chất đẩy như vậy thì nó lại làm cái cách để có đẩy khí ra ngoài, thì chuyện này cũng là chuyện không tốt. Thì chúng ta nếu như mà cái việc mà để cần cái gương đó thì chúng ta vẫn để, còn nếu không thì chúng ta cần phải lắp cái tay co thủy lực vào để cái cửa của nhà vệ sinh nó thường xuyên nó vào ra nó đóng. Anh chị cũng có thể có một cái động tác khác nữa, đó là chúng ta có thể lắp một cái gương đối diện với cả cửa nhà vệ sinh, để khi anh chị đi ra ngoài, anh chị đi giày, đi dép hoặc là trước khi chị bước ra ngoài, chị cần sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề, là chúng ta có thể để một cái gương mà nó đối diện với cả cái cửa nhà vệ sinh, thì đấy cũng là cái biện pháp hóa giải và hóa sát cho cái việc mà nhà vệ sinh nó nằm ở khu vực huyền quan hay là cái nhà vệ sinh nằm ở trước cửa vào đối với cả cái nhà chung cư. Thì với áp dụng cái biện pháp đó thì ngoài ra những biện pháp sử dụng cái vật phong thủy thì chúng ta cần phải giữ cho nhà vệ sinh sạch sẽ, gọn gàng, thường xuyên tẩy cọ rửa và phải giữ cho khô ráo, và đặc biệt phải lắp cái quạt hút mùi thông gió để khi cái cửa đóng vào cái quạt nó hút ra thì nó hút đẩy lên trên vào cái hệ thống kỹ thuật hay là đẩy về hệ thống kỹ thuật thì nó mới không có cái mùi trong đó, thì chúng ta sẽ có thể sử dụng việc bình thường và không nhất thiết là phải đóng bỏ hoặc là hay là hủy bỏ toàn bộ cái phần nhà vệ sinh và phần trước cửa. Chúng ta có thể hóa giải bằng cái cách đó để chúng ta xử lý cho cái nhà vệ sinh khi mà nó rơi vào cái khu vực huyền quan, và cái điều này mà đặc biệt đúng đối với cả những khu vực nhà chung cư. Chúc anh chị có thêm tài lộc may mắn và gia đạo hạnh phúc. Cảm ơn anh chị.